vì hái cho con trái xoài, mẹ nghèo bị cụt tứ chi khóc nấc tận cùng đau đớn. Đó là trường hợp của chị Bùi Thị Bích Tuyền, sinh năm 1988, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hai vợ chồng chị Tuyền nhiều năm đi làm công nhân kiếm tiền nuôi ba đứa con nhỏ, trong đó có một bé lớn bị bại não. Trưa ngày 11 tháng 4, đứa con trai đòi ăn xoài, thương con, chị cầm cây xào sắt với tay hái hai trái xoài ở vườn nhà. Hái xong trái đầu tiên, tôi quay hái trái xoài thứ hai thì cây xào cua trúng đường điện chân. Tôi chỉ kịp nghe tiếng nổ, rồi sau đó đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện Cai Lậy. Lúc đó tay chân tôi vẫn còn, mà đau lắm không thể cựa quậy nổi. Nữ bệnh nhân nhớ lại, từ bệnh viện tuyến huyện vì vết thương quá nặng, các bác sĩ chỉ kịp sơ cứu rồi chuyển thẳng nữ bệnh nhân lên thành phố Hồ Chí Minh. Tại khoa phòng của bệnh viện Chợ Giấy, các bác sĩ xác định chị Tuyền bỏng điện đến 32% nhiều vùng trên cơ thể như cổ, mông, tứ chi, hoại tử rất nặng. Dù xác định khả năng bảo tồn tứ chi rất khó khăn, ekip điều trị vẫn cố gắng hết sức để giữ được phần cơ thể nào tốt phần đó và cũng để bệnh nhân không quá sốc trước biến cố bất ngờ. Hai ngày sau nhập viện, hai cẳng tay hoại tử sâu của bệnh nhân bị cắt cụt. Ngày 16 tháng 4, chị Tuyền bị đoạn chân phải, đến ngày 20 tháng 4 thì mất luôn chân trái. Nhờ sự cố gắng hết mình của đơn vị y xã hội, phòng công tác xã hội, hàng chục triệu viện phí của bệnh nhân sau hơn 3 tuần điều trị đã được hỗ trợ ổn thỏa. Tuy nhiên, đó chỉ là sự bắt đầu, bởi con đường tìm lại sự sống, trở về với các con của bệnh nhân còn lắm chông gai. Theo bác sĩ Hiệp, bệnh nhân sắp được phẫu thuật lần thứ 5 để xử lý mỏm cụt tứ chi. Dự kiến nếu thuận lợi, khoảng 15 ngày nữa mới tính đến việc cho bệnh nhân xuất viện. Việc kêu gọi nhằm để bệnh nhân vừa lo chuyện điều trị lâu dài, vừa để tiếp sức cho cuộc sống sau này, khi cô ấy không còn tay chân nữa. Bác sĩ chia sẻ, trước đây khi còn cơ thể lành lặn, cuộc sống của cả nhà chị Tuyền đã khốn lên khổ xuống, không có ruộng đất rộng canh tác, họ đi làm mướn quanh năm để lo vun vén cho mái nhà sập sệ. Sau khi sự việc xảy ra, đến nay viện phí mà chị Tuyền phải trả đã hơn 100 triệu đồng. Những ngày qua khi biết được tai nạn đau lòng của chị Tuyền, một số mạnh thường quân cũng có nhà ý xây cho vợ chồng ba con một căn nhà tình thương để chống chọi những khi trái gió trở trời. Hỏi mấy đứa nhỏ ở quê có hay gọi điện thoại hỏi thăm mẹ không? Chị Tuyền nghèn nghẹn cổ họng không nói được, chỉ cố gật đầu. Mãi một lúc sau, nữ bệnh nhân mới chua chát bày tỏ, giờ tôi chỉ muốn sớm khỏe để được về nhà. Nhưng có về thì tôi cũng không làm được gì nữa, tôi hết được ôm con rồi. Nguyên nhân bỏng điện chủ yếu thường gặp nhất là tai nạn do xây dựng, sinh hoạt gần đường điện cao thế. Và khi gặp nạn, nạn nhân thường để mình trần mà không có gì bảo hộ. Với trường hợp của chị Bích Tuyền, khi con đường về nhà đã không thể tự bước đi, ngoài nghị lực của bà mẹ ba con, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để lòng nhân ái hóa thành những đôi tay, đôi chân níu mạng bệnh nhân.